Vòng chung kết toàn quốc giải Sao Mai 2022, 9 thí sinh vào đêm thi thứ 3, tối ngày 25 tháng 9, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp, Hải Phòng, 14 thí sinh tiếp tục thi đêm thứ 2. Giải Sao Mai vòng chung kết toàn quốc năm 2022, tham gia ban giám khảo đêm thi thứ 2, nhạc sĩ Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam là trưởng ban giám khảo. Các thành viên ban giám khảo là đại tá, nhà giáo ưu tú Xuân Thủy, hiệu trưởng Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, nghệ sĩ ưu tú Minh Ánh, hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, nghệ sĩ ưu tú Phương Thảo, nhà hát ca múa nhạc Việt Nam, nghệ sĩ ưu tú Vân Khánh, Hội âm nhạc thành phố Hồ Chí Minh, nhạc sĩ Huy Tuấn, ca sĩ Nam Khánh, giảng viên thanh nhạc, Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh. Trong số 14 thí sinh thi, đêm thứ 2 có 4 thí sinh phong cách thính phòng, 5 thí sinh phong cách dân gian, 5 thí sinh phong cách nhạc nhẹ. Theo đó, phong cách thính phòng là thí sinh là Nông Thị Anh Thơ, số báo danh 1, Nguyễn Thị Vân Anh, số báo danh 18, Phạm Thị Lan Quỳnh, số báo danh 9 và Nguyễn Thị Thu Lương, số báo danh 16. Phong cách dân gian có các thí sinh là Mai Thu Hương, số báo danh 4, Nguyễn Thị Thu An, số báo danh 2, Đặng Thị Thùy Dương, số báo danh 11, Nguyễn Thị Nga, số báo danh 13 và Lê Thị Minh Ngọc, số báo danh 7. 5 thí sinh dự thi phong cách nhạc nhẹ gồm Lê Thị Huyền Anh, số báo danh 17, Vũ Đức Anh, số báo danh 6, Trịnh Văn Núi, số báo danh 12, Hồ Văn Can, số báo danh 3 và Đoàn Hồng Hạnh, số báo danh 15. Chủ đề của đêm thi thứ 2 của phong cách nhạc thính phòng là thể loại tác phẩm Việt Nam, phong cách nhạc dân gian là thể loại tác phẩm dân gian đương đại, phong cách nhạc nhẹ là thể loại tác phẩm R&B, funk, dance, jazz. Sau phần tranh tài của 14 thí sinh trong đêm thi thứ 2, ban giám khảo đã chọn 9 thí sinh đi tiếp vòng 3. 5 thí sinh phải dừng lại sau đêm thứ 2 gồm Nguyễn Thị Thu Lương, số báo danh 13, Mai Thu Hương, số báo danh 4, Nguyễn Thị Nga, số báo danh 13, Lê Thị Huyền Anh, số báo danh 17 và Vũ Đức Anh, số báo danh 6.